chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Tôi Phạm Văn Ngọc đến từ bộ phận truyền thông của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chia sẻ hình thực tế về các mẫu nhà đẹp do công ty thiết kế nhà đẹp Green thực hiện. Tiếp theo, mời các bạn cùng theo dõi một số hoạt động của công ty khi chúng tôi về trực tiếp tại gia đình khách hàng, khảo sát lên phương án thiết kế, ký đồng thiết kế thi công. quay trở lại với chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về cái mẫu nhà đẹp. Ngày hôm nay xin kính mời quý cô bác quý anh chị cùng ghé thăm một công trình nhà hai tầng hiện đại mang cái phong cách Á Âu rất là đẹp. Đi từ ngoài vào trong như quý vị thấy thì toàn bộ tường rào và cổng của công trình được làm từ đá xanh tự nhiên. Trước khi đi vào khám phá cái bài trí bố trí công năng bên trong của ngôi nhà này thì xin mời quý vị cùng tôi khám phá một vòng quanh các mặt tiền đẹp ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Á-Âu hiện đại với những cái trụ cột tròn và cái ô cửa sổ trên tầng gác lửng có mái nhọn tam giác rất là đẹp và hiện đại như toàn bộ quý vị thấy thì phần mặt tiền được trang trí đắp chỉ nổi tạo sự cứng chắc khỏe khoắn với mỗi nhà này khi muốn sơn chủ đạo là màu vàng chanh thì các kiến trúc sư đã thiết kế lập ngói đỏ để khi nhìn vào công trình sẽ thuận mắt và ấm cúng hơn và nó cũng sẽ hài hòa với cái phần gạch thẻ đỏ được ốp bên ngoài của ngôi nhà này công trình này thì có diện tích nhỏ thôi 72 mét vuông với một chiều mặt tiền là 8m nhân chiều sâu nhà là 9m rất phù hợp với không gian nhà quý vị nào mà có cái diện tích đất nhỏ hẹp mà muốn xây những căn nhà mang khuynh hướng biệt thự vườn. Còn bây giờ xin kính mời quý vị cùng tôi chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp sắc nét của phần mặt tiền bên phía tay phải. Đây như quý vị thấy thì hệ mái làm mái chữ A rất là gọn gàng Tuy là những cái chi tiết ở phần mặt tiền làm rất vuông vức khỏe khoắn Nhưng mà nhờ hai cái cột trụ tròn này mà nó làm cho cái kiến trúc của ngôi nhà trở nên dịu dàng hơn Như quý vị thấy thì ở góc độ này chúng ta có thể quan sát kỹ toàn bộ cái vẻ đẹp từ màu sơn cho đến những cái đường chỉ sắc nét vì được thiết kế theo phong cách hiện đại nên toàn bộ cửa của công trình này thì được làm từ nhôm kính kết hợp với song cửa inox vừa đảm bảo an ninh mà vẫn giữ được cái nét thẩm mỹ cho ngôi nhà một ngôi nhà đẹp thì cái không gian sống xanh là cái yếu tố không thể thiếu thì như quý vị có thể thấy ở đây phía trước cửa sổ phòng khách thì cũng được kiến trúc sư thiết kế để lại một cái mảnh đất nhỏ trồng cây hoa phía cuối góc tường của ngôi nhà thì có thêm một cái gara ô tô để thuận tiện hơn cho gia chủ Bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa Xin kính mời tất cả mọi người cùng tôi Tiến vào khám phá cái phần bố trí bài trí công năng bên trong của công trình này Bước qua khu vực hiên Tiến vào đây sẽ là khu vực sảnh của phòng khách Toàn bộ đồ nội thất và những cái đồ vật trang trí bên trong của công trình đã được thiết kế tính toán trước Nên khi đưa vào sử dụng sẽ rất là hợp lý và không có những cái điểm thừa Thấu hiểu được điều này nên trong quá trình thiết kế Đội ngũ kiến trúc sư sẽ có những cái trao đổi trực tiếp với chủ nhà Để đưa ra một cái không gian sống kiến trúc hài hòa và hợp lý nhất mà vẫn phù hợp với lại cái công năng sử dụng của gia chủ. Nếu quý vị và gia đình cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà cửa nhưng mà vẫn chưa hình dung được cái mẫu nhà mình yêu thích thì có thể tiếp tục theo dõi video này và những cái video tiếp theo chia sẻ hình ảnh thực tế về cái mẫu nhà đẹp do công ty thiết kế nhà đẹp Green thực hiện. Và từ đó chúng ta sẽ cùng có thêm những cái ý tưởng mới trong thiết kế và xây dựng nhà cửa. Hoặc để rút ngắn thời gian thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi sẽ về tại gia đình quý vị khảo sát hiện trạng đất và đưa ra những cái phương án thiết kế bài trí bố trí làm sao mà phù hợp với lại công năng sử dụng của gia đình với cái mong ước sẽ ngày càng có nhiều thêm các căn nhà đẹp trên đất nước quê hương Việt Nam đội ngũ kiến trúc sư kỹ sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ luôn nỗ lực tâm huyết chăm lo cho từng công trình đến với không gian tiếp theo kiến tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà đó chính là khu vực cả cửa sổ ba cánh cả là làm từ nhôm kính lấy full ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài vào tạo cho công trình cái vẻ đẹp hài hòa với tự nhiên và khi ngồi trong phòng khách thì chúng ta cũng có thể đưa tầm mắt ra nhìn thấy những cái phong cảnh bên ngoài như lúc nay cũng đã chia sẻ thì nếu mà khi có sự kết hợp giữa kiến trúc sư và chủ nhà thì không gian của công trình sẽ trở nên gọn gàng hơn rất là nhiều phần chính giữa khu vực phòng khách thì được treo bốn bức tranh tứ quý gỗ xuân hạ thu đông tượng trưng cho bốn mùa sung túc nó no đủ và hạnh phúc còn hai bên tường đây thì có treo những cái bức tranh rất là đẹp nhờ những cái bức vách tường và trần gỗ được ốp pơ mu mà công trình này trở nên sang trọng và hiện đại hơn rất là nhiều chia sẻ đến quý vị nào mà chưa nắm rõ được cái đơn giá thi công trần gỗ pơ mu thì năm 2020 hiện nay trần gỗ này có đơn giá thi công là 1 triệu 800 nghìn đồng Còn à, bây giờ xin kính mời toàn bộ quý vị khán giả cùng tôi khám phá công năng bên dưới tầng 1 của công trình này thì với diện tích mặt sàn là 72 mét vuông toàn bộ khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh bếp thì được đẩy ra bên ngoài ở dưới tầng 1 này thì sẽ gồm chỉ có một phòng ngủ phòng khách và khu vực hành lang cầu thang đi lên trên tầng 2, tầng 3 các lực. Còn bây giờ xin kính mời quý vị cùng vào khám phá không gian phòng ngủ ở đây tầng 1. Cửa ra vào bên trong của công trình này thì cũng được làm từ nhôm kính. Và đây là phòng ngủ số 1 với diện tích sử dụng là 24 mét vuông. Rất là rộng rãi, thoải mái đủ để kê giường, tủ, bàn trang điểm và được lấy ánh sáng, lấy gió với cái ô cửa sổ to đã được che rèm kia. Bây giờ quý vị hãy cùng tôi lùi lại và khám phá thêm những cái không gian ở phía bên trên khu vực tầng 2. Mời quý vị cùng tôi tiến lên trên tầng 2. Công trình này thì bao gồm hai tầng và một cái gác lửng ở bên trên. Mời mọi người cùng tôi đã từng bước đi lên đây. Ở đây thì được lấy gió ánh sáng bởi một cái ô cửa sổ cả trên khu vực tầng 2 và tầng 3. Với cái việc lấy gió ánh sáng vào như thế này thì khu vực cầu thang sẽ trở nên sáng và thông thoáng hơn. Ở các căn nhà phố thì nếu mà không sử dụng giếng trời thì sẽ rất nhiều sẽ xảy ra rất nhiều cái bất cập đó chính là cái phần ánh sáng ở bên trong nhà bị thiếu tiến lên trên khu vực tầng 2 đây thì có cái sảnh hành lang nhỏ bởi vì ở trên tầng 2 này thì chia ra đến 3 phòng ngủ đây xin mời quý vị cùng tôi tiếp tục khám phá không gian phòng ngủ số 1 ở trên tầng 2 vì trên này chia ra đến 3 phòng nên diện tích các phòng cũng nhỏ thôi mỗi phòng chỉ 14 16 mét vuông phòng này thì có cả ban công đua ra bên ngoài ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh của ngôi nhà đây thì được lấy gió ánh sáng tự nhiên bằng những cái ô cửa sổ phun kính rất là đẹp ngoài kia thì cũng có cái hệ lam như lúc ban đầu quý vị cũng đã theo dõi Đây là cái lối cầu thang đi lên trên tầng gác lửng. Lát quý vị hãy cùng tôi đi lên khám phá cái không gian bên trên đấy. Có một số cái lưu ý khi xây dựng nhà tầng mà chúng ta cần phải nắm bắt được. Đó chính là cái cầu thang hoặc cái lan can tay vịn. Phải đảm bảo cái chiều cao tối thiểu là 80cm trở lên. Thì như thế nó mới đảm bảo an toàn trong quá trình mình sử dụng lâu dài căn nhà. Còn bây giờ đến với cái thông tin chia sẻ hình ảnh thực tế tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá không gian phòng ngủ số 2 trên khu vực tầng 2 này Phòng này thì thiết kế dành cho bé gái nên là rất đáng yêu Với những cái ô cửa sổ rất cấp Như tựa những cái bậc thang Những cái nút nhạc trên bàn phím piano Phòng cũng được bé trang trí rất nhiều gỗ bông đáng yêu Cũng tương tự như phòng ngủ bên kia thì phòng này cũng được các kiến trúc sư thiết kế lấy gió ánh sáng từ những cái ô cửa sổ nhôm kính Lưu lại một chút thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang khám phá không gian phòng ngủ số 3 trên khu vực tầng 2 này. Mỗi phòng này có diện tích nhỏ nên khi đưa vào đồ đạc vào đây thì cũng vừa khít. Phòng này thì có view nhìn ra bên phía bên ngoài đường to và được lấy do ánh sáng với hai cái ô cửa sổ lớn hơn. Đây có cái cửa sổ chớp nữa. với cái việc mình dùng cái rèm lùa như thế này thì cũng rất nhiều cái lợi ích hay khi mà mình muốn lấy cái ánh sáng tia sáng nó vừa phải dùng cái rèm đấy rất là hợp lý việc xây nhà không có thiết kế chưa chắc đã là xấu nhưng để đảm bảo cái công trình hoàn hảo hơn từ cái phần cốt thép cho đến cái kiến trúc những cái thông số kích thước vàng thì quý vị hãy tìm đến những công ty thiết kế chuyên sâu như công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi sẽ dùng uy tín và trách nhiệm của mình để đảm bảo cho quý vị và gia đình một cái bộ hồ sơ bản vẽ hoàn hảo nhất. Còn bây giờ quý vị hãy cùng tôi bước qua những cái bậc cầu thang đi lên trên khu vực tầng gác lửng. Mỗi bậc cầu thang ở đây thì được thiết kế cao 17cm sau khi cả ốp cái phần bản bậc lên. Như thế thì nó sẽ đảm bảo tiêu chuẩn trong quá trình mình sử dụng. Nếu mà bậc thang nhà ai mà làm cao quá hoặc thấp quá, mình sử dụng lâu năm sẽ gây ra những cái bệnh xương khớp nó không phù hợp với tiêu chuẩn của bộ xây dựng. Trên uh, tầng các lửng này thì chia ra làm hai ngăn. Một bên là khu vực nhà kho đây. Và bên phía bên kia, tay phải kia là khu vực phòng thờ của gia đình. Trên này thì cũng uh, đã được xử lý uh, chống nóng nên lên uh, trên này cũng không có cảm giác quá nóng bức nếu mà gia đình nào mà đông người thì quý vị cũng có thể tham khảo cái mẫu nhà các lửng này. Đưa lên đây những cái giải pháp chống nóng tốt hơn thì mình có thể hoàn toàn tận dụng được cái không gian các lửng bên trên này. Hoặc là nhà ai mà nằm trong cái vùng quy hoạch không được xây dựng nhà cao tầng thì cũng có thể chọn nhà các lửng là cái phương án thay thế hợp lý. vừa rồi thì quý vị cùng tôi đã khám phá xong cái khu vực không gian trên tầng 3. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua những cái bố trí, công năng bên trên khu vực tầng 2 và xin mời quý vị cùng tôi đi lùi xuống. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm lại toàn bộ cái vẻ đẹp bên trong của ngôi nhà này. Sau đó cùng nhau ra bên ngoài và ngắm lại toàn bộ không gian ngôi nhà thêm một lần nữa quý vị các bạn xem xong cái video này thì cảm thấy công trình này như thế nào thì hãy để lại ý kiến bình luận của bản thân ở dưới phần bình luận của video này nhé và nếu thấy cái chia sẻ này hay và hữu ích phù hợp với bản thân quý vị thì đừng ngần ngại hãy ấn nút like và chia sẻ về trang cá nhân để khi nào cần thì quý vị có thể xem lại thay mặt đội ngũ nhân viên kiến trúc sư kỹ sư công ty thiết kế nhà đẹp Green gửi lời cảm ơn đến toàn bộ quý vị khán giả đã luôn yêu mến và đồng hành cùng công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cũng đồng thời, một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý khách hàng đã tin yêu và sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Nếu quý cô bác, quý anh chị cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà cửa thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566 hoặc truy cập vào website 1001 -mỗi -nhà đẹp com Chọn cho mình một mẫu nhà ưng ý. Đội ngũ kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ về trực tiếp tại gia đình quý vị, khảo sát hiện trạng đất và lên phương án thiết kế thi công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái hoạt động chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp tiếp theo. Nhà đẹp Green không ngừng sáng tạo.